Bộ Thương mại Trung Quốc loan báo các cuộc thảo luận mậu dịch cấp cao giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc đã được tái tục, nhưng chưa rõ liệu Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một thỏa thuận để tránh tăng thêm thuế quan đối với hơn 200 tỷ đô la giá trị hàng Trung Quốc hay không. Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 11, phát ngôn nhân Cao Phong cho biết các cuộc thảo luận tái tục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với nhau cách đây 2 tuần. Sau cuộc điện đàm hôm 1 tháng 11, Tổng thống Trump nói ông nghĩ rằng đôi bên có thể sẽ có một thỏa thuận, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẵn sàng áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc nếu không có tiến bộ. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập theo dự kiến sẽ gặp nhau trong vài tuần nữa bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina. Phát ngôn nhân Cao Phong nói, Trung Quốc hy vọng, thông qua đối thoại, hai bên có thể giải quyết êm đẹp những cách biệt, tạo môi trường thương mại ổn định cho doanh nghiệp hai nước. Theo Reuters, Trung Quốc đã có văn bản hồi đáp những đòi hỏi của phía Mỹ về yêu cầu cải tổ mậu dịch sâu rộng.